Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo quan điểm nhân tướng học thì những vị trí nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ không phải ngẫu nhiên mà tồn tại. Chúng có ẩn chứa những cái bí mật to lớn về cuộc đời, về số mệnh và cả đường tình duyên của những người đó. Và các chuyên gia tử vi học cũng như là các chuyên gia về nhân tướng học cho biết thì một số cái vị trí nốt ruồi mang lại nhiều cái phúc khí, có thể giúp chủ nhân sở hữu đạt được những cái thành công và gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Thì để giúp quý vị có thể nhận thức được hơn về những vấn đề này thì sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 9 cái nốt ruồi đại phú đại quý, quý hơn vàng trên cơ thể phụ nữ. Nếu mà ai có được những nốt ruồi này thì tiền bạc sẽ dùng gì tiêu ba đời không hết. Đó là những nốt ruồi nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những người phụ nữ đầu tiên ta xét là những người có nốt ruồi ở tai. Nốt ruồi ở tai là những người thông minh và có duyên. Khi mà tai bạn có cái hình dáng đẹp và cân xứng, nó cũng đã cho thấy bạn là những người thông minh và gặp nhiều cái may mắn hơn bất kỳ ai. Cái sự may mắn ấy có thể được ví như dòng chảy của một con sông lớn. Nếu mà trên đôi tai đẹp đó mà xuất hiện cái nốt ruồi ở vị trí bất kỳ nào thì điều đó cũng thì không ảnh hưởng nhiều đến cái sự may mắn của bạn. Bởi lẽ cái vị trí nốt ruồi xuất hiện ở vị trí nào đi chăng nữa thì chủ nhân của nó cũng là những người thông minh và có duyên trong chuyện kinh doanh. Vậy nên đây là một cái tướng phú quý đầu tiên. Và thì những người sở hữu cái đôi tai này thì tất nhiên là sẽ có cuộc sống là phú quý, là điều dễ hiểu. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai là những người có nốt ruồi ở trán bên phải. Thì nốt ruồi ở trán bên phải là thể hiện cái gì? Nhiều, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người mà sở hữu một vầng trán rộng này, cao này và hơi nhô ra thì đại diện cho cái sự may mắn. Hơn nữa, nó còn cho thấy là cái sự giàu sang phú quý và cái sự uy quyền của chủ nhân sở hữu nó. Kiểu trán này khá hiếm, nhưng miễn là gì? Nhô ra và trông nổi bật một chút thì chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Nếu mà lại có thêm một chiếc nốt ruồi ở phía bên phải nữa thì đây quả là một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Nó sẽ cho thấy chủ nhân là một người cực kỳ may mắn. Hơn nữa, nếu mà có thêm một cái nốt ruồi bên trán phải nữa thì nó có khả năng gia tăng cái sự may mắn này cho chủ nhân rất nhiều lần. Bởi vậy nên những người mà sở hữu được cái nốt ruồi này là những người uy quyền và có địa vị trong xã hội. Họ là những người trường thọ và có khả năng vượt qua mọi sóng gió, mọi tai ương. Nếu trong trường hợp mà mọi việc đến bất ngờ thì họ cũng hoàn toàn xử lý một cách thông minh và hoàn toàn sáng suốt. Đó là nốt ruồi thứ hai. Tiếp theo ta xét vị trí nốt ruồi thứ ba là những ai mà có nốt ruồi ở lưng. Cái nốt ruồi ở lưng ấy là thể hiện cho nốt ruồi dễ được thăng tiến. Cái nốt ruồi ở lưng ấy, ở bất kỳ vị trí nào của người phụ nữ thì cũng đều là nốt ruồi đại phú đại quý. Nếu mà nó nằm ở vị trí gần xương sống ấy, thì chủ nhân của nó sẽ có cơ hội thăng tiến trong cái sự nghiệp và danh tiếng thì ngày một bay xa. Và những người này thì thường là những nhà lãnh đạo tài ba, có khả năng điều khiển và quản lý các con người rất là tốt. Nếu nốt ruồi trên lưng mà mọc ở vị trí bên phải xương sống thì có nghĩa là họ có sức khỏe rất là tốt và có tài năng, có lòng dũng cảm hơn người. Còn nếu mà cái nốt ruồi ở lưng ấy mà mọc lệch sang bên trái thì cho thấy là họ là những người có trí tuệ siêu phàm và học vấn uyên bác, con đường công danh sự nghiệp thì ngày một rạng ngời. Đó là cái nốt ruồi ở lưng. Tiếp theo, cái nốt ruồi thứ tư chúng ta xét là nốt ruồi ở bên má phải. Với những người mà có nốt ruồi bên má phải thì họ có cuộc sống hôn nhân khá là hạnh phúc. Nếu bạn may mắn có một nốt ruồi bên má phải thì nó có ý nghĩa rằng bạn là một người có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Thông thường thì người này rất biết nhường nhịn và rất biết yêu thương chồng con, biết cách biết cách chiều chồng, biết cách nuôi con, mà các cụ vẫn gọi là vượng phu ích tử. Những người phụ nữ này thì họ thường hài lòng với cái cuộc sống mình đang có. Do vậy mà họ hoàn toàn là viên mãn trong cuộc sống hôn nhân. Họ cũng không mong chờ quá nhiều cái sự may mắn đến với mình, bởi vì họ không quá tin vào những cái điều may mắn đó. Đó là nốt ruồi thứ tư, nốt ruồi ở má phải. Tiếp theo, cái nốt ruồi thứ năm là nốt ruồi giữa hai lông mày. Thì nếu mà ai mà có nốt ruồi giữa hai lông mày, nhất là phụ nữ, thì là nói là rằng cái sự nghiệp của họ sẽ được thăng hoa. Thì trong thiên tướng học có nói là cái vị trí giữa hai lông mày được coi là cái cung sự nghiệp. Chính vì vậy mà nó tượng trưng cho cái sự thăng tiến và cái sự triển vọng trong cái sự nghiệp của mình. Vì thế mà nếu bạn nào có nốt ruồi mọc ở đúng vị trí này thì nên là cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vui mừng, vì nó sẽ báo hiệu cho các bạn là có sự nghiệp sắp thành công như các bạn mong đợi. Và nốt ruồi ở giữa hai lông mày này cũng được cho là một nốt ruồi có quý tướng. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này thì chắc chắn là họ sẽ làm lãnh đạo, và sau 30 tuổi thì cuộc sống của những người này vô cùng được thăng hoa. Chức tước thì đầy mình. Những người này kiếm tiền thì dễ như đi chơi, và nhờ cái tài năng và các mối quan hệ của mình, và nhờ cái đầu óc thông minh của mình và cái sự kỹ càng chuẩn bị cho công việc, nên là họ thì đầu tư làm đâu chúng đó, và đôi khi lấn át cả chồng con. Đàn ông ai mà lấy những người phụ nữ này thì chắc chắn là
được nhờ cả vợ. Đó, đó là người phụ nữ thứ năm. Tiếp theo ta xét nốt ruồi thứ sáu là nốt ruồi mọc ở trong lòng bàn tay. Thì những ai mà có cái nốt ruồi mọc trong lòng bàn tay ấy, thì là những người có niềm vui tràn đầy, những người luôn vui vẻ và gì, luôn cảm thấy hạnh phúc. Người có nốt ruồi trong lòng bàn tay thì thường là những người rất thông minh, họ không bao giờ thiếu tiền và gì, sẽ thành công lớn khi mà gì, từ trung tuổi về già. Và hơn nữa, nếu mà lại có thêm nốt ruồi nằm trên mu bàn tay thì chắc chắn là gì, họ là những người thích quản lý tiền bạc và sẽ là người nắm giữ kinh tế trong gia đình. Ngoài ra, những người có nốt ruồi ở trong lòng bàn tay thì cũng sẽ là người mà tài trí và là những người tài năng. Và bạn sẽ luôn có ngập tràn những cái niềm vui và tạo được cái mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Và cái chuyện kinh doanh thì luôn gặp những cái thuận lợi là điều gì? Điều dễ hiểu. Đó, họ luôn gặp may mắn trong chuyện kinh doanh buôn bán và họ là một trong những người vui vẻ. Và tiền bạc thì thường thường thích đến những nơi vui vẻ. Vậy nên họ là những người có khả năng thu hút về tiền bạc. Đó, đó là người thứ 6. Tiếp theo ta xem nốt ruồi thứ 7 là nốt ruồi ở cằm. Những ai mà có nốt ruồi ở cằm ấy thì là những người mà có gì? Có nhiều nhà cửa, có nhiều đất đai. Thì nhắc đến nốt ruồi giàu sang phú quý thì chắc chắn không thể bỏ qua được cái nốt ruồi ở vị trí cằm. Với phụ nữ mà nốt ruồi ở cằm ấy thì thường là những người có số hưởng về điền sản. Có nghĩa là gì? Có nhiều ruộng đất, nhiều nhà cửa, nhiều bất động sản nói chung. Thì trong kiến tướng học cũng cho biết là những người phụ nữ mà có nốt ruồi ở vị trí này ấy, thì bao giờ cũng gì? Có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, có cuộc sống ấm no. Đó. Thì tuy nhiên không phải nốt ruồi nào mọc ở cằm cũng là nốt ruồi giàu sang phú quý. Thì để có một cái nốt ruồi giàu sang phú quý thì yêu cầu của cái cằm ấy thì da dẻ nó phải mịn màng và nốt ruồi không quá to và cũng không phải là cái bớt và cũng không gì không có quá nhiều lông. Thì có như vậy người phụ nữ đó mới gặp được nhiều cái may mắn về cái vận gì, về cái điền sản và thì có được cái tài lộc, có lộc phần đất khác. Đó, đó là nốt ruồi thứ 7. Tiếp theo ta xét nốt ruồi thứ 8 là nốt ruồi ở cổ phụ nữ. Không phải nốt ruồi nào ở cổ phụ nữ thì cũng là nốt ruồi may mắn. Khi mà xem nốt ruồi ở cổ ấy, nếu mà những người ở cổ mà có nốt ruồi mà nằm ở giữa yết hầu thì đây là một nốt ruồi gì? Đại phú đại quý. Nữ chủ nhân mà sở hữu cái nốt ruồi này sẽ gặp được nhiều may mắn về tài lộc và luôn được gì? Được quý nhân tương trợ giúp đỡ và rất dễ thành công trong mọi việc, trong mọi lĩnh vực. Còn nếu mà nốt ruồi ở phía sau cổ ấy mà mọc lệch về phía bên vai thì lại là không tốt. Bởi vì trong nhân tướng học có nói nốt ruồi ở vai cho thấy là gì? Là cái nốt ruồi thường là gì? Báo hiệu cái số mệnh khổ, phải gánh vác nhiều cái trách nhiệm và những người này thường hay có số đào hoa. Còn nếu mà nốt ruồi màu cổ ấy mà lệch sang bên trái thì nói về tình duyên đậm đặn, còn mọc lệch sang bên phải thì nói về gì? Bạn là người học tập tốt, khá là thông minh và công việc rất là tốt nhưng lại gì? Không phải là người dư giả về tài chính quá. Đó, đó là nốt ruồi thứ 8. Tiếp theo ta xét nốt ruồi thứ 9 là nốt ruồi ở trên môi. Thì trong nhân tướng học nói rằng là gì? Những người mà sở hữu nốt ruồi ở môi ấy, thì là những người thường là những người có đường nhân duyên cực tốt. Họ là những người khéo ăn, khéo nói, tài hoa hơn người. Ngoài ra thì những người này luôn được nhiều người khác để ý và nhiều người mến mộ bởi cái thái ăn nói của họ. Họ là người ăn nói vô cùng linh hoạt và đi đến đâu thì cũng có người theo đuổi đến đó. Trong chuyện tình cảm thì những người này họ thường thiên về cái cảm xúc hơn là lý trí. Vì thế mà khi chuyện tình cảm có dấu hiệu giận đứt thì họ luôn có thể đoán trước được và gì họ gì tìm cách để hóa giải trước khi nó có vấn đề. Chính vì vậy mà cho dù cuộc sống hôn nhân của những người này gặp phải sóng gió, gặp phải trở ngại thì họ cũng nhanh chóng tìm cách vượt qua và gì sống cuộc đời trọn vẹn viên mãn bên người mình yêu. Đó, đó là nốt ruồi thứ 9. Quý vị thân mến, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về 9 nốt ruồi may mắn mà phụ nữ có được thì sẽ gì giàu sang phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Các bạn có một trong 9 nốt ruồi này không thì các bạn hãy comment bên dưới để cho mọi người cùng biết. Và cùng chúc mừng các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.